đồng buồn cô bé Giang Lâm. Thank you.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của các nghệ sĩ diễn viên nhà hát Trèo Nghiên trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi tới quý vị lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe, những lời chúc tốt đẹp nhất trong một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào và cảm ơn.